Laudetu Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thưa Ngài, cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này được thuộc các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Dư luận tại Ukraine kêu gọi cấm chính thống Ukraine trực thuộc Tòa Thượng phụ Mạc Tư Khoa hoạt động tại Ukraine. Anh trai của Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị sẽ được tuyên bố là một vị thánh. Hơn 1.000 Kitô hữu ở Gaza làm đơn xin đến Jerusalem và Bethlehem. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Dư luận tại Ukraine kêu gọi cấm chính thống Ukraine trực thuộc Tòa Thượng phụ Mạc Tư Khoa hoạt động tại Ukraine. Đức Tổng giám mục Zestrati của chính thống giáo Ukraine tân lập, gọi tắt là OCU, cho rằng việc giáo hội chính thống Ukraine trực thuộc Tòa Thượng phụ Mạc Tư Khoa, gọi tắt là UOC, tuyên bố viết lại điều lệ chỉ là một trò chơi, ngài nói với Politico. Đó là mỹ phẩm và chỉ là lời hòa mỹ. Đó không phải là một quyết định thực sự muốn đoạn tuyệt với Mạc Tư Khoa. Họ nói rằng họ đã thay đổi luật của giáo hội để loại bỏ mối quan hệ của họ với nhà thờ chính thống Nga. Nhưng hơn 6 tháng đã trôi qua và họ vẫn chưa công bố phiên bản mới. Theo Đức cha Zestrati, một lệnh cấm không cho OCU hoạt động là hợp lý. Ukraine chống lại sự xâm lược của Nga không chỉ trên chiến trường mà còn trên các lĩnh vực khác nhau. Ukraine cấm hoạt động các ngân hàng Nga, các phương tiện truyền thông Nga và Ukraine đã cấm các đảng chính trị thân Nga. Và tôi nghĩ rằng nên có luật cấm một giáo hội gắn liền với Nga mà Mạc Tư Khoa sử dụng như một công cụ để xâm lược ý thức hệ. Điều đó không có nghĩa là mọi người không thể tin những gì họ muốn và cầu nguyện theo cách họ muốn. Nhưng chúng ta không thể để các thực thể tôn giáo Ukraine bị Mạc Tư Khoa kiểm soát. Đức Tổng giám mục nêu bật nguồn gốc của Tòa Thượng phụ Mạc Tư Khoa về việc thành lập vào năm 1943 bởi nhà độc tài Cộng sản Joseph Stalin với tư cách là cơ quan quản lý để điều hành các vấn đề tôn giáo thuộc chính thống giáo ở Liên Xô. Tòa Thượng phụ Mạc Tư Khoa là một cơ quan nhà nước của Nga, Zestrati nói. Đó cũng là quan điểm của nhà lưu trữ quá cố KGB Vasily Mitrokhin, người đã đào thoát sang Anh vào đầu những năm 1990. Trong một quyển sách tiếp theo, Mitrokhin tiết lộ rằng Tòa Thượng phụ được thành lập như một tổ chức bình phong của các cơ quan tình báo Nga, với các linh mục của tổ chức này được sử dụng làm tác nhân gây ảnh hưởng và thậm chí thực hiện các biện pháp tích cực và các nhiệm vụ gián điệp. Theo một số nhà phân tích phương Tây và các nhà lập pháp Ukraine, kể từ khi Liên Xô tan rã, không có nhiều thay đổi, kể cả Nizhansky, người từ lâu đã vận động cho lệnh cấm UOC. Nizhansky nói với Politico rằng giáo hội chính thống Nga và UOC là một và giống nhau. Một phần của nhà nước Nga được Điện Cẩm Linh sử dụng ở Ukraine và các nơi khác trong chiến tranh hỗn hợp, lật đổ và như một công cụ của chính sách đối ngoại, cũng như một cơ quan cho các dịch vụ tình báo của Nga. Nizhansky và những người khác nói rằng việc sử dụng giáo hội cho các mục đích của nhà nước có trước thời Stalin. Tính chính thống đã được các nhà lãnh đạo Nga, bao gồm cả Catherine Đại Đế và Sa Hoàng Nicholas Đệ Nhất, sử dụng như một sự biện minh về ý thức hệ cho sự bành trướng của đế chế Nga trong thế kỷ 18 và 19. Chính thống giáo Nga không có bản chất tôn giáo, nó thực hiện chính sách nhà nước của Liên bang Nga, ông nói. Anh trai của Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị sẽ được tuyên bố là một vị thánh. Có khả năng không chỉ cha mẹ của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, mà cả anh trai của ngài cũng có thể được giáo hội tuyên thánh. Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị là một trong những vị thánh được yêu mến nhất của thế kỷ 21, và sự thánh thiện của ngài phần lớn nhờ vào sự huấn luyện mà ngài nhận được trong gia đình Wojtyla. Vào năm 2020, Tổng giám mục Krakow, Ba Lan, đã chấp nhận được sự chấp thuận của Vatican để điều tra về cuộc đời của cha mẹ của Đức Gioan Phaolô II. Krakow Wojtyla là Emilia, nhũ danh Kaczorowska. Sau khi hoàn tất cuộc điều tra kỹ lưỡng về cuộc đời của họ,
Vatican sẽ xem xét có nên phong cho họ danh hiệu đáng kính hay không. Gần đây, một cuộc họp báo ở Ba Lan đã thảo luận về ý tưởng tuyên thánh cho anh trai của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Edmund Wojtyla là một bác sĩ y khoa đã phục vụ bệnh nhân trong trận dịch Ban Đỏ. Bất chấp những rủi ro đối với sức khỏe cá nhân của mình, Edmund vẫn tiếp tục điều trị cho các bệnh nhân khiến bản thân gặp nguy hiểm. Edmund qua đời ở tuổi 26 khi điều trị cho một cô gái trẻ mắc bệnh Ban Đỏ. Sự hy sinh mạng sống của ngài đã được nhiều người biết ngài ca ngợi và điều đó đã tác động sâu xa đến Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị. Những người có mặt trong cuộc họp báo ở Ba Lan đã chỉ ra một hình thức tử đạo mới mà Đức Thánh Cha Francisco đã phê chuẩn, đó là sự dâng hiến mạng sống. Điều này có thể áp dụng cho bất kỳ ai hy sinh mạng sống của mình cho người khác, chẳng hạn như Edmund, người đã chết trong khi điều trị bệnh Ban Đỏ. Chưa có gì chính thức bắt đầu cho vụ án của Edmund, nhưng ý tưởng đã được đề xuất và có thể được theo đuổi để xem xét sự thánh thiện của anh trai Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị. Hơn 1.000 Kitô hữu ở Gaza làm đơn xin đến Jerusalem và Bethlehem. Năm nay có hơn 1.000 tín hữu Kitô tại miền Gaza làm đơn xin đến Jerusalem và Bethlehem nhân dịp lễ Giáng sinh sắp tới. Theo hãng tin Wafa của Palestine, truyền đi hôm 8 tháng 12 vừa qua, có khoảng 800 đơn được nhà chức trách Israel chấp thuận và 200 đơn bị từ chối. Tuy nhiên, đây không phải là tin chính thức. Miền Gaza rộng 360 cây số vuông bị Israel phong tỏa từ năm 2007 sau khi đảng Hamas lên nắm chính quyền tại đây. Theo Văn phòng Liên Hiệp Quốc về Nhân đạo, gọi tắt là OCHA, trong 5 tháng đầu năm nay, cửa ải Rafah giữa Gaza và Ai Cập được mở 95 ngày trên tổng số 151 ngày. Tại Gaza, có khoảng 2 triệu dân cư, hầu hết theo Hồi giáo, chỉ có 1.066 tín hữu Kitô, hầu hết là tín hữu chính thống, và chỉ có 136 tín hữu công giáo hợp thành một giáo xứ do cha Gabriel Romanelli, người Argentina, thuộc dòng ngôi lời nhập thể còi sóc. Israel phong tỏa Gaza vì cho rằng Hamas là một tổ chức khủng bố. Các tín hữu Kitô muốn tới Jerusalem và Bethlehem vào dịp lễ Giáng sinh phải làm đơn xin phép chính quyền Israel. Lễ Giáng sinh năm ngoái 2021, Israel cho phép 500 Kitô hữu được ra khỏi Gaza. Cha Romanelli nói rằng, cho đến nay, người ta không biết có bao nhiêu Kitô hữu sẽ được thị thực ra khỏi Gaza trong dịp Giáng sinh, vì có những giấy phép được Israel cấp, nhưng sau đó lại thu hồi. Nhà cầm quyền Hamas ở Gaza phê bình chính sách của Israel về việc cấp thị thực xuất cảnh cho các Kitô hữu ở Gaza và gọi việc làm này là trái với công pháp quốc tế. Thông cáo của Hamas công bố hôm 8 tháng 12 vừa qua nói rằng chúng tôi lên án việc Israel cấm các tín hữu Kitô ở Gaza không được đến các nơi thánh trong những ngày lễ ở Jerusalem và Bethlehem. Đó là một sự vi phạm trắng trợn quyền tự do hành đạo. Hamas kêu gọi Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế, cũng như các tổ chức nhân quyền, lãnh trách nhiệm bảo vệ nhân quyền đối với nhân dân Palestine và buộc Israel là quyền lực xâm lược phải chịu trách nhiệm.
Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.